Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bỉm Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động và thực hiện thắng lợi 100% chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ 9 đề ra nổi bật là đã phối hợp xây dựng thành công và chỉ đạo thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo gắn với mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở 100% phường xã. Vận động nhân dân tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về phương thức tổ chức thực hiện. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ hiệu quả hơn. Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029 với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể. Trên tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, đại hội đã hiệp thương cử 52 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15.